Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Địa Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với Phòng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 13 cá nhân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh có hành vi đưa hối lộ. Trước đó, căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Địa Vũng Tàu xác định, Lâm Hữu Trí, thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Địa Vũng Tàu đã sử dụng hai tài khoản ngân hàng để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động vận tải trên địa bàn để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền nhận qua tài khoản hơn 10 tỷ đồng. Hàng tháng Chí sẽ rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội thanh tra giao thông, phụ trách các địa bàn có các phương tiện hoạt động theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất trước. Đến đầu tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh này và 5 chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Bốn cán bộ thanh tra giao thông bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ gồm Lâm Hữu Trí, 42 tuổi, trú tại huyện Long Điền, thanh tra viên giao thông đội số 5, Trần Văn Dũng 53 tuổi, trú tại huyện Châu Đức, đội phó đội thanh tra giao thông số 8, Võ Thanh Liêm 44 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu, thanh tra viên và Nguyễn Đức Tú 48 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, đội trưởng đội thanh tra Năm chủ doanh nghiệp bị bắt giam tội đưa hối lộ gồm Nguyễn Mạnh Cường, 48 tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu; Hồ Đình Huy, 42 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ; Nguyễn Văn Sắt, 31 tuổi, trú tại huyện Long Điền; Nguyễn Văn Duy, 33 tuổi, trú tại huyện Châu Đức; Nguyễn Thắng, 32 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ. Đến đầu tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục bắt giữ thêm hai thanh tra giao thông để điều tra về hành vi nhận hối lộ gồm TNH, 60 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, và PVD, 46 tuổi, trú tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, đều là nhân viên thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.